Cuối cùng sau 3 tháng ngày chờ đợi, phần kết tiếp theo của series game kinh dị đình đám Five Nights at Freddy's mang tên Five Nights at Freddy's Security Breach đã tung ra đoạn trailer ấn định ngày phát hành chính thức là ngày 16 tháng 12 năm 2021 trên hai hệ máy PS4 và PS5. Dựa theo những gì có trong đoạn trailer này cũng như là những chia sẻ của Ray McCaffrey, người điều hành sản xuất của Security Breach, đây vẫn sẽ là một tựa game kinh dị sinh tồn góc nhìn thứ nhất lấy bối cảnh tại một trung tâm thương mại có tên là Freddy Fazbear Mega Pizzaplex. Người chơi sẽ hóa thân vào một cậu bé có tên là Gregory đã bị mắc kẹt tại trung tâm thương mại vào đêm khuya và bạn sẽ phải cố gắng sinh tồn khi mà những con animation tại trung tâm bắt đầu trỗi dậy khi màn đêm bao phủ. Bạn sẽ được gặp lại những con animation quen thuộc như Roxy, Chica, Monty và như thường lệ, chúng sẽ truy đuổi và dí bạn sấp mặt trước khi bình minh đến. Tuy nhiên, người chơi không hề cô độc vì lần này bạn sẽ có sự hướng dẫn và giúp đỡ của chính Freddy Fazbear. Thế nhưng, liệu Freddy Fazbear có thực sự giúp đỡ bạn hay đây chính là một màn kịch mà hắn tự tạo dựng nên? Có lẽ phải đến khi game được chính thức phát hành chúng ta mới biết được sự thật. Và trong đoạn trailer mới này, chúng ta cũng được hé lộ một phần gameplay của tựa game nơi mà người chơi có thể dùng nhiều cách khác nhau để đánh lạc hướng hay chạy trốn khỏi những kẻ thù trong game. Vậy nên hãy cùng Miguel tôi lót dép ngồi hóng đến ngày 16 tháng 12 năm nay để có thể trải nghiệm cũng như tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tại Security Breach, đồng thời viết tiếp câu chuyện còn đang dang dở của series Five Nights at Freddy's đình đám này nhé.